siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Em có hai mối tình anh Tuyền Linh ạ. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. À, dạ. Cho nên là hai người không tìm được điểm chung. Dạ đúng. Em chia tay được mấy năm rồi? Em chia tay được 1 năm ạ. 1 năm ở không đó ha. Xin mời nhà gái. Chào cưng, để đây dạ. Cưng. Chào chị. Bây giờ thì xin mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Thị Huyền, 24 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Hiện tại thì em đang là chuyên viên hoạch định tài chính của một công ty tài chính Canada. Em ở Phú Nhuận và đang làm việc ở Bình Thạnh. À, ở Phú dạ. Nhuận hả? Cũng đồng hương nữa. Này đồng hương Phú Nhuận lên ơi. Kịch Phú Nhuận hả? Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Quốc Hoàn, năm nay em 37 tuổi. Hiện em đang công tác trong ngành hàng không. Em làm gì hàng không? Nhiệm vụ cụ thể là gì? À, như em là làm nhiệm vụ cụ thể là em sẽ đầu tư trang thiết bị cho một cái sân bay, là nhà ga, thiết bị kỹ thuật trên đường băng giúp máy bay hạ cánh. Rồi, anh hiểu rồi. Em quê Nghệ An đúng không? Dạ. Ồ, bạn trai như quê ở Nghệ An luôn hả? Dạ, em cũng quê ở Nghệ An. Phải không? Tại vì thấy cái giọng á, cái giọng nói hai bạn nói tiếng địa phương mình bằng chuẩn không? Bạn gái ở huyện nào? Em ở Yên Thành của Nghệ An ạ. Yên Thành, còn bạn trai? Dạ em ở Đô Lương. À Đô Lương cũng gần mà. Gần không? Sát Đô Lương qua Yên Thành dạ, sát gần hơn. Ạ. Ờ. Muốn về Đô Lương thì sẽ đi qua đất của Yên Thành. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về bản thân mình, những cái ưu khuyết điểm của mình đi em. Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng. Em là một người mà luôn hướng cho mình những cái suy nghĩ tích cực, sống thiên về gia đình. Vì thế em rất là thích nấu ăn. Và em cũng thích hát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái tính của em ấy khá là thẳng thắn. Cho nên là những cái quyết định của mình có thể là làm cho người khác cảm thấy bị buồn, bị chạnh lòng. Cho nên là em mong muốn là thời gian tới em sẽ hoàn thiện được bản thân của mình. Bây giờ em trai cho biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Em là người mà rất chỉ là hòa đồng, rất chỉ là năng nổ. Còn nhược điểm thì bản thân em tự đánh giá là em nói hơi nhiều. Có một cái nữa là chưa quen là đứng trước đám đông, hơi run. Không sao, từ từ mình quen à. Hồi đó anh cũng ngồi đây anh rung chết luôn, sao đó anh quen luôn à. À, từ từ rồi cũng quen thôi. Nhà gái cho biết con đường tình duyên của mình chút xíu nào. Em có hai mối tình anh Quyền Linh ạ. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Mình quen nhau được bao lâu? Em quen 1 năm. Một nhưng năm. Mà thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. À, dạ. Cho nên là hai người không tìm được điểm chung. Dạ đúng. Em chia tay được mấy năm rồi? Em chia tay được 1 năm ạ. 1 năm ở không đó ha. Dạ. Như vậy thì cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em mong muốn sẽ là như thế nào? Có chí hướng phát triển và luôn hướng mình về gia đình. Có cần cái bề ngoài phải đẹp trai, cao to, lực lưỡng không? Gương mặt và dáng hình thì nó sẽ hài hòa là được vậy. Ừ, rồi để chị coi nha. Chị coi bên nào. Em chào chị. Chào em. Dạ. Em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Chắc là cũng phải tầm được 60-70% 60-70% đúng không? Được, 70 trở lên được em. Đường tình duyên thế nào em nói cho bà mối nghe đi. Trải qua một mối tình cũng yêu nhau được 10 năm. 10 năm. Wow, 10 năm cho một mối tình rồi tại sao lại chia tay? Thực ra thì câu chuyện này nó cũng là dài, nhắc lại thì nó cũng buồn. Nhưng mà nói chung thì trong quá trình đấy thì cũng phát hiện là bạn ấy có đối tượng khác đâu. À, có người thứ ba. Được rồi, anh thấy nhà trai cũng là môn răng hổ rối, cũng đẹp trai ha. Bên tôi là cô gái này 24 tuổi, rất là xinh xắn nè. Em chào anh Quyền Linh. Trời đất ơi. Đó. Đẹp dữ trời. Đó. Chào nhà gái. Nè, bây giờ model bèo lên ngôi nha. Bèo ít đây bèo nhiều quá. Rất là giống nhau. Đây bèo béo. Ta bèo dưới béo. Đây ta bèo trên, mắc cười quá. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Giữ. Giữ hả? Giữ. Em có giữ không? Dạ không. Không có đẹp. Mặt này sao giữ được? Ừ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Hôm nay em đi với chị Thu, đồng nghiệp của em. À, chị đồng nghiệp đúng dạ. không?
Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Cho chị hỏi Hoàng câu hỏi nghe. Vâng. Nếu như mà người vợ của mình á, mà làm cái công việc mà ví dụ như một tuần nó phải có vài ngày đi về trễ thì liệu là em có thông cảm được không? Thực ra là vợ chồng thông cảm cho nhau thôi. Cứ miễn sao là trong một tháng hoặc là hai tuần gì đấy thì mình có một hai đến ba bữa ăn cơm với nhau, thế là tốt rồi. Dạ, tuyệt vời. Thì cho chị hỏi câu hỏi thứ hai nữa được không? Dạ được, thoải mái chị. À, đối với Hoàng thì em thấy là các cái việc nhà thì em có sẵn lòng để chia sẻ cùng với vợ của mình không? Dạ, em thì nãy em chưa tiện nói với bạn nữ bên thì em là người rất thích nấu ăn. Thì cái việc đấy em nghĩ là nếu như ai rảnh thì làm thôi. Gia đình gái thấy bên đàn trai sao nè? Bạn Hoàng rất là dễ thương, công việc cũng ổn định, phần còn lại là nhân duyên cùng với nhau thôi. Dạ, dạ, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ em đi với em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái. Cái ấn tượng ban đầu của em thì chị là người khá sắc sảo, cũng có thiên hướng về gia đình. Hy vọng là anh sớm lập gia đình để cho bố mẹ yên tâm. Rồi, cảm ơn anh. Mình mở rào nhé. Bây giờ mở rào đi nhá. Nào, mở rào. Ê, nào, mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi Hoàng. Chào anh. Chào anh. Em có món quà tặng anh. Được rồi, cảm ơn em. Có một cái thiệp ở đây, thôi để em đọc thiệp ha. Ừ. Chào anh, dù lần đầu tiên hay lần gặp tiếp theo, em vẫn sẽ đứng đó mỉm cười chào đón anh. Và em nhận từ anh những bông hoa đẹp nhất. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn anh. Thực ra thì cái món quà này là nó là hình của hai người lần đầu tiên gặp nhau. Chàng trai đang cầm một bó hoa, rất là dễ thương. Đẹp quá. Và em có một chiếc vòng. Chiếc vòng này thì mọi người nhìn sẽ rất là bình thường, nhưng mà nó được khắc là chiến binh của hạnh phúc. Em hy vọng là trong cái công việc anh sẽ là một chiến binh thật dũng mãnh, nhưng mà trong cuộc sống thì anh cũng là một chiến binh của hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Em tặng anh. Dạ. Tôi không biết ông có rối không nha ông Linh, chứ tôi dạ. biết Hoàng nó rối dữ lắm rồi đó. Nãy giờ là rối lắm rồi. À, còn món quà anh muốn tặng em ở đây thì anh là người thích thể thao. Dạ. Nên là trong không biết cái gì có em cứ mở. Anh hy vọng rằng là sau này cái món quà này anh tặng cho em là có thể sau này may mắn thì chúng ta sẽ đi đánh cầu lông thường xuyên hơn. Là đồ thể thao nha mọi người. Một bộ đồ thể thao hả? Vâng, dạ, đồ thể thao. Rồi, rồi. Các bạn về vị trí ngồi đi. Bắt đầu là ngồi đối diện để mà đàm đạo với nhau đi cưng. Dạ. Quan niệm của em lấy chồng mà nó xa thì cái năm tới Tết á, nếu như không được về bên ngoại thì em quan niệm cái sống đấy nó như thế nào? Thực ra người ta nói là lấy chồng thì theo chồng đúng không ạ? Nhưng mà điều đấy mình sẽ dung hòa với nhau. À. Chúng ta sẽ có sự chia sẻ với nhau trong những vấn đề đấy đúng không ạ? À, theo nghĩ thì thế. Bạn trai thì cũng hơi lớn tuổi rồi. Bây giờ mình đang tính khoảng bao lâu mình có thể cưới vợ được? Em muốn là tháng 3 năm sau. Tại sao lại là tháng 3 mà không phải là một tháng khác ạ? Vì mùng 3 tháng 3 là cái ngày sinh của anh. À, em cũng sinh tháng 3. Tuy nhiên thì đấy là ngày sinh nhật. Tháng 3 mình về tổ chức sinh nhật. Tháng nhật xong cái mình ăn dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Sau đó mình làm đám cưới luôn. 3 trong 1 luôn đó. Về chuyện kết hôn thì em nghĩ là mọi thứ sẽ tùy duyên. Trước đấy thì em đã nghĩ là nếu mà mọi thứ thuận lợi thì tầm 2 năm. À. Nhưng mà như em nói từ đầu là mọi thứ sẽ tùy duyên đó. À. Dạ. Về công việc của anh thì anh bây giờ là công việc của anh là cố định ở trong này luôn rồi. Dạ. Cho nên là lập nghiệp thì ở Sài Gòn, tất cả mọi thứ cũng đều ở Sài Gòn rồi. Thế nhà anh ở đâu? Nhà anh mấy tầng? Anh nói cho hỏi em nhà nghe mấy tầng thế? Kệ tôi bên đằng ngủ, tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Cần gì phải hỏi nhà mấy tầng? Mắc cười quá, người ta đẹp tao có quyền. Nhà là được rồi. Dạ. Nhà tôi không có tầng nào hết mà nhà tôi tới mấy nghìn mét vuông sao? Cần gì tầng đúng không? Thì đó thì mình cứ hỏi vậy đó. Nhà mình, gái thích mình nói cho quá. Em nghe để em biết được là ở cái nhà tôi có nhà thì nhà thì mấy đã... mẫu ở quê đấy. Im để cho người ta nói vớ và vớ vẩn. Em nói đi Hoàng, chị thấy em rối lắm rồi đó, em nói đi coi nào. Không thì đúng là cũng lần đầu ngồi trước đám đông trên truyền hình nữa cho nên là hơi run. Thôi hồi nãy chị thấy em không run với anh Linh, mở rào ra chị thấy em run. Máy bay em còn sửa được mà, quan trọng gì đâu mà. Sao là nói cho Huyền nhà, nghe nhà đi. Nhà cửa nào. Thì em đã có và đang chắc lẽ sẽ bàn giao trong năm nay. Ừ. Em thì đang mua chung cư. Đó, đó. Thấy chưa? Công nguyên cái chung cư luôn rồi đó. Cho bà mối biết. Thực ra thì em mới vào Sài Gòn
từ đầu năm. Trước đấy thì em có 3 năm làm việc cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nam Định. Vào đây thì công việc và mọi thứ cũng mới và em cũng đang quen dần với cuộc sống. Tuy nhiên thì em rất là thích Hồ Chí Minh, năng động, phát triển giống như con người của em vậy. Anh nói là khi lần đầu tiên gặp em đó, dạ, anh cứ tựa tựa là Nguyễn Thị Huyền đó. Hả? Đây là Lê Thị Huyền đó. Đúng rồi. Và anh cứ nghĩ rằng anh đã gặp em ở đâu, ở trên sóng truyền hình chẳng hạn. Và anh nghĩ rằng cô này sẽ là một người có thể làm cái vị trí MC được rất là tốt. Dạ, về dáng dấp, về cách nói chuyện, về cái thần thái của em đó. Anh nghĩ rằng là em làm việc này rất là tốt. Biết đâu ngày nào đó em ngồi vị trí của chị Vân, rồi ai ngồi vị trí của anh thì sao? Đâu biết được. Thôi vậy tôi đi về rất luôn. Hy vọng được tương lai như anh chị. Chị chào em nha, chào ấy. Chị đi xuống luôn. Thì tôi không đi luôn mà. Cô ấy ngồi đó thì có người khác ngồi đây. Cùng. Thiệt mà nói cuộc sống đôi khi nó phải thay đổi như thế. Nói chứ đúng á, hồi nãy chị nói là con bé này sao nó nói chung là cô này rất là duyên dáng. Được, làm MC được đấy, rất là chắc, nói chuyện rất là duyên và cô này thông minh lắm đấy. Dạ, có thể cô ấy xuất hiện công chúng rồi, em thì ít xuất hiện. Dạ. Nhưng mà không sao, nếu mà mình cố gắng thì mình cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn cô ấy luôn. Dạ. Nhưng mà chị thấy ở cái người đàn ông này một cái sự rất là vững vàng. Nãy giờ mình nói chuyện qua lại mình hiểu một chút xíu về tính tình rồi. Bây giờ em tiến tới em nắm tay Huyền nhé. Em có thể hát một bài nào đó hay nói một lời nào đó chân thành từ trái tim của mình. Tôi không biết ông sao chứ tôi thấy bên nó thở hắt ra rồi. Ủa? Đó. Bắt đầu run từ lúc run. Này rồi. Tôi mà ngồi vị trí này tôi cũng run, nó đừng có chi ai. Đứng về đi Hoàng, mạnh mẽ lên nào. Người Nghệ An hát hay lắm đó. Có anh bên kế bên luôn Hoàng, đừng có lo. Đúng không? Em hát nào. Hay không? Chắc chắn. Ủa? Người Nghệ An hát rất là hay. Xin cảm ơn chị. Quay mặt về nhau. Em sẽ cố gắng. Ồ, từng run tay anh rất là run. Anh run lắm, chị biết mà. Về xứ Nghệ cùng anh đi. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung. Đất miền Trung khô cằn sỏi đá. Về đó rồi. Anh thương nhiều hơn nữa. Thôi em chỉ đợi. Em về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa. Em hát đi Huyền. Mời chân anh. Trời bài hay quá. Em sẽ hát tặng mọi người một bài hát khác. Dạ. Bài hát này thì có một thông điệp. Đấy là gửi đến cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ vững bước và vượt qua. Đấy là bài hát Sống Như Những Đóa Hoa. Đấy, MC đấy. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh, để cho lòng tôi nhẹ vương sầu lo. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, buồn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi sống bao người, để sống thành thời, sống như tôi vẫn mong. Và rồi tôi nhận ra, rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra, rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ hết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Trời ơi, Hoàng ơi, cố lên, Hoàng ơi, cố lên. Để tay vào nút bấm, chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa. Nếu cảm giác thật sự trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không rung động, chúng ta nhường nút bấm đó cho một người khác. Hãy thật sự suy nghĩ cho kỹ. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Vui quá à. Chúc mừng Hoàng. Vẫn còn đang ngơ ngác. Chúc mừng Hoàng. Chúc mừng Hoàng đấy. Trời ơi, Hoàng thở hắt ra vậy đó, thương gì đâu á.
Anh nghĩ rằng nếu như anh mà ngồi ở vị trí Hoàng, anh vẫn là con người như thế, vẫn bối rối trước một cô gái rất là xinh đẹp, giỏi, một cô gái rất là thông minh. Rồi bây giờ thì Hoàng ơi, coi như là bố mẹ của Huyền đang ngồi xem, bố mẹ của em nữa, em nói gì với các cụ đi. Thưa hai bác, nếu như mà hai bác không chê thì tháng 3 năm sau cho phép con được rước Huyền về Vinh. Trời đó. Ơi, xin liền vậy đó hả? Huyền có muốn nói gì bố mẹ mình không? Cha mẹ ơi, hôm nay con lên sóng chương trình này, hy vọng mọi người sẽ thấy là con là một cô gái chững chạc này, và cũng thể hiện trước mọi người rất là tốt. Con yêu mọi người rất nhiều và hôm nay con đã có thêm một người bạn tốt. Tuyệt vời đấy. Những cái cảm xúc nó chợt đến, và hy vọng rằng chúng ta giữ lấy những cảm xúc đó, chăm sóc những cảm xúc đó. Bây giờ là món quà cho em nè. Chương trình có một cái format cố định bất di bất dịch, có nghĩa là em sẽ được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi má của cái người mà mình đã bấm nút chọn. Đấy, em có thở hắt thì thở đi, đừng có ngất nhé. Chị nói nghiêm túc chứ không có ngất bây giờ đâu nhé. Xin phép em. Dạ. Thật tuyệt vời, nếu như một ngày nào đó các bạn thông báo chúng tôi là về Yên Thành và Đô Lương chơi nhé. Dạ. Rồi.